Cũng trong sáng này, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và động viên một số công trình đa quân đầu năm dân dịp xuân mới quý mẫu 2023, cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Đến thăm và kiểm tra tại công trình dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên, phường Khuê Mỹ, quận Hoành Sơn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định đây là một trong số những công trình trọng điểm của thành phố mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, đạo lý uống nước giác nguồn đối với lớp thế hệ cha anh đã có nhiều công hiến hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Phó Bí thư Thường trực thành ủy nhấn mạnh các đơn vị liên quan cần tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ cam kết. Đồng thời đề nghị các sở ban ngành liên quan cần xét duyệt các đối tượng người có công cách mạng được thụ hưởng chính sách đảm bảo công khai minh bạch tránh bỏ sót đối tượng nhân dịp tết quý mão 2023 phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn minh triết gửi lời chúc mừng xuân mới đến toàn thể đội ngũ cán bộ kỹ sư công nhân đang thi công tại công trình quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tham gia thi công Tại công trình cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn, phân đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Hồ Xuân Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết yêu cầu ban quản lý dự án cần xây dựng kế hoạch thi công cụ thể trong giai đoạn 2. Đồng thời lưu ý, đây là công trình vừa thi công vừa khai thác nên yếu tố an toàn cần được lưu ý. Cần bố trí thời gian thi công hợp lý để đảm bảo an toàn cho công dân vừa đảm bảo điều tiết giao thông. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng xuân mới quý mẫu 2023 đến toàn thể cán bộ, kỹ sư, đội ngũ công nhân thi công đang làm việc tại công trình, đồng thời mong muốn các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để công trình cải tạo đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.